Đi nữa là chả sao. Để phân bì này đi, phân bì Việt Nam rồi. Đây nữa chiếu được. Đây nữa. Được. À đây được. Tới 7.000 đấy đây. 7.000. Vãi cả lồn thật. Ờ rồi. Ác vãi cả lồn. Trộn lên, trộn lên. Bảo, giả vờ là em xin lỗi cô cái ấy, xe buýt nó trả. Cô em đi xe đạp xuống lộ quanh nhà rồi. Cô không biết, em không biết là gì đâu, không biết nào. Ý mà thương cô. Thương cô. Thảo, nói gì đi. Em phải biết cứu từng đồng rồi. Đây là chăm sóc rồi, tôi đã biết học. Nhẹ em nghe không? Bảo nhất là tầm 1.000 là tầm nhẹ nhất là tầm 1.000 tầm 500 thì cũng không thể nào mà kiếm được anh thôi. Cô nhận dạng. Và ra đầu đi kiểm tra. Wow, tổ tế. Rồi. Đây rồi. Đây. Bố làm xích lô quanh Hà Nội nữa cho con đấy.